đi. Trời ơi, thằng tới giờ. Nghe không? Hướng lo với chị hay không? Đọc nè. Trong thời để quay một góc được cái xài dòng. Trong thời gian cấp bách của sức chiến đấu một lần thôi. Cơ quá, tại quá. Đọc nè em. Chơi khỏi học nữa. Thôi, được.